Xin chào quý các anh chị. Xin chào các bạn. Sau khi Lâm đăng video nói về tác dụng của cây thạch xương bồ thì có rất nhiều bạn đã hỏi Lâm rằng về khả năng khai khiếu của loại cây này. Vậy thì trong cái video này, Lâm phần nào giải thích cơ bản cho bà con hiểu hơn về tác dụng khai khiếu của loại dược liệu này. Đồng thời trong cái video này thì Lâm cũng chia sẻ đến cho bà con và quý bác anh chị cũng như là các bạn một số bài thuốc từ cây thạch xương bồ. Chủ yếu những bài thuốc hôm nay mà Lâm chia sẻ đến với bà con và các bạn, nó sẽ giúp cho bà con mình trị các chứng về đau nhức xương khớp, hoặc là giúp cho bà con mình điều hòa nhịp tim. Loại dược liệu thạch xương bồ này thực chất đây là một loại dược liệu khi bà con mình sử dụng vào cơ thể thì nó sẽ có tác dụng là bồi bổ ngũ tạng. Thì ngũ tạng ở đây gồm những phần nào? Lâm sẽ từ từ giải thích ở cái phần sau của video. Còn hiện tại cũng có một số bạn hỏi Lâm rằng giống cây thạch xương bồ này thực chất mua ở đâu? Thì ở đây Lâm cũng chia sẻ với bà con rằng là Lâm mua ở các cửa hàng dược liệu đông y. Những nơi mà người ta có bán cây giống thì bà con có thể tìm mua ha. Còn về phần dược liệu để làm thuốc thì Lâm cũng có liên hệ với nhà thuốc rồi. Khi nào có phản hồi thì Lâm sẽ cho bà con biết. Theo như Lâm biết, giá hiện tại của loại thạch xương bồ này thì nếu như 1kg khô thì chúng ta có giá khoảng trên 3 triệu đến dưới 4 triệu. Vậy thì chi phí cho 1 năm sử dụng, nếu như ai muốn làm đẹp, nếu như ai muốn bồi bổ ngũ tạng thì một liệu trình sử dụng trong 1 năm mà chúng ta tốn khoảng 4 triệu đồng thì Lâm nghĩ cũng rất là đáng. Bởi vì sau khi bà con sử dụng cái loại dược liệu này 1 năm thì gần như là ngũ tạng của chúng ta sẽ được bồi bổ. Đây có thể gọi là một liệu trình bồi bổ cho cơ thể mà chúng ta chủ động. Lâm nghĩ cũng rất là cần thiết cho bà con mình. Bởi vì cái việc bà con ăn uống thường ngày chưa chắc đã bù đắp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bà con mình. Rồi, bây giờ thì Lâm mời quý cô bác anh chị và các bạn một lần nữa nhận dạng lại cây thạch xương bồ. Sau đó thì Lâm sẽ chia sẻ cho bà con mình về tác dụng khai khiếu của loại dược liệu này, cũng như là một số bài thuốc trị bệnh về đau nhức xương khớp, hoặc là bà con mình bị tay chân tê bại, tê liệt, hoặc là bà con muốn dùng cái loại dược liệu này để điều trị các cái bệnh về tim mạch. Rồi, bây giờ thì Lâm mời quý cô bác anh chị và các bạn chúng ta cùng nhận diện nguyên liệu. Để tránh làm mất thời gian của bà con thì trong lúc Lâm chia sẻ về cách nhận diện dược liệu thì Lâm sẽ chia sẻ cho bà con mình một số bài thuốc từ cây thạch xương bồ này. Vậy thì ở đây Lâm xin nhắc lại là cây thạch xương bồ này bộ phận sử dụng chủ yếu là cái phần thân rễ như thế này. Ở đây là một đặc điểm bà con mình có thể nhận diện mà tự nhiên ha. Đây là hoa của nó nè bà con, nhưng mà nó chưa nở lớn đâu. Đó, bà con quan sát ha. Tiếp theo thì khi bà con thu hoạch được cái cây thạch xương bồ này, điều chú ý đối với bà con mình là những cái cây to, những cái cây lâu năm, những cái đốt này nó thật là nhặt, càng nhặt thì càng tốt. Cây này thì bà con thu hoạch, nhớ thu hoạch ở những cái nơi có cái nguồn nước và cái nguồn không khí không bị ô nhiễm. Thì sau khi thu hoạch về, bà con sẽ dùng cái phần thân rễ này, chúng ta sẽ ngâm vào nước vo gạo là một đêm. Sau đó thì bà con rửa sạch lại. Nếu bà con sử dụng ở dạng tươi thì từ 10 đến 16 gram. Còn nếu chúng ta sử dụng ở dạng khô hoặc là dạng bột thì bà con sử dụng cho Lâm là từ 5 đến 8 gram. Đây là cách sử dụng đơn giản, và cách sử dụng này sẽ giúp cho bà con mình bồi bổ được ngũ tạng. Bây giờ thì Lâm sẽ chia sẻ cho bà con mình một số cái bài thuốc từ cái cây thạch xương bồ này. Đối với những bà con nào mà bị thường xuyên bị cái chứng đau nhức xương khớp hoặc là đau khắp mình mẩy thì bà con mình dùng cái dược liệu thạch xương bồ này. Nếu như ở dạng tươi thì bà con dùng cho Lâm là từ 10 đến 16 gram. Còn ở dạng khô thì bà con sẽ dùng cho Lâm là từ 5 đến 8 gram. Chúng ta sẽ sắc thuốc chúng ta uống.
Vậy thì ở đây bà con sẽ sắc với 500ml nước. Chúng ta sẽ sắc cạn còn 200ml. Sau đó thì bà con mình sẽ sử dụng. 200ml thuốc này bà con có thể chia ra 1 hoặc 2 lần bà con mình sử dụng ha. Bà con sử dụng khoảng chừng 5-7 ngày thôi thì tác dụng của bài thuốc nó sẽ phát huy. Loại cây này rất tốt bà con. Chỉ cần một mình dược liệu thôi bà con cũng trị được rất nhiều bệnh rồi. Những người thường xuyên mà bị các cái chứng bệnh về tim mạch đó bà con, ví dụ chúng ta bị cao huyết áp, chúng ta bị các bệnh về tim mạch, cụ thể hơn thì bà con dùng cái loại dược liệu này để chúng ta điều hòa cái nhịp tim lại. Từ đó thì sẽ giúp cho sức khỏe của tim bà con nó sẽ được nâng cao. Còn riêng đối với những bà con nào mà bị thường bị cái chứng phong thấp á bà con, hoặc là tay chân bà con bị tê dại hoặc là bị tê liệt, bà con có thể sử dụng giúp Lâm là cái nguyên liệu thạch xương bồ này, cụ thể là cái phần thân rễ này. Chúng ta dùng cái dạng tươi nha bà con. Ở đây thì chúng ta dùng cái dạng tươi. Bà con ngâm với nước vo gạo, sau đó thì chúng ta rửa sạch lại. Bà con sẽ giã nát cái nguyên liệu chúng ta. Chúng ta ngâm với rượu. Rượu ở đây thì bà con cố gắng chọn giúp Lâm là rượu khoảng từ 40 độ hoặc là dưới 40 độ một tí xíu để cho tác dụng bài thuốc nó cao. Bà con ngâm khoảng từ 15 ngày là chúng ta sử dụng cái rượu thuốc này được rồi. Đối với cái việc mà bà con sử dụng rượu thuốc này á, thì mỗi một ngày bà con sẽ sử dụng khoảng 2 lần. Mỗi một lần nhiều nhất là khoảng 25ml. Đây là cái bài thuốc rượu mà bà con ngâm từ cái thạch xương bồ. Nó sẽ giúp cho bà con mình trị được cái chứng phong thấp, hoặc là bà con mình bị tay chân co quắp, tay chân bị tê bại, tê liệt. Tại vì khi bà con sử dụng cái loại dược liệu này vô cơ thể, nó sẽ giúp là lưu thông máu huyết tốt. Từ đó nó sẽ cải thiện được cái tình hình. Ví dụ như bà con mình bị đau do phong thấp, hoặc tay chân bà con mình bị máu huyết ứ trệ, nó bị tê dại, nó bị tê liệt, thì đây chính là bài thuốc rất là đơn giản để giúp cho bà con mình điều trị các cái bệnh này. Ngoài ra thì bà con có thể sử dụng cái dạng bột của cây thạch xương bồ này. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng từ 3 đến 8 gram bà con. Vậy thì ngay từ những lần đầu tiên sử dụng, Lâm khuyên bà con nên sử dụng cái liều lượng thấp, sau đó chúng ta nâng dần cái liều lượng lên. Rồi, bây giờ thì Lâm sẽ giải thích phần nào về tác dụng khai khiếu của loại dược liệu này. Tác dụng khai khiếu của loại dược liệu thạch xương bồ. Ở đây thì bà con có thể hiểu cơ bản như thế này. Thì trong cơ thể chúng ta nó gồm có ngũ tạng, có nghĩa là 5 tạng. Đó là can, tâm, tỳ, phế, thận. Đối với tạng can thì chủ về gân, về cơ. Nếu như bà con mình bị các bệnh về khớp, về gân hoặc là teo cơ thì những cái bệnh này nó biểu hiện ở tạng can bà con. Tạng can này thì khai khiếu ra mắt, có nghĩa là thị giác của chúng ta. Nếu như gan của bà con nóng thì mắt của bà con sẽ bị giảm thị lực, bị mờ và bị một số bệnh khác. Đối với cái tạng tâm thì tạng tâm là tạng chủ về mạch, cho nên nó chịu cái trách nhiệm là vận chuyển huyết và khí đi nuôi cơ thể. Tạng tâm còn được hiểu một cách đơn giản hơn, đó là nó chủ về cái tinh thần, về cái não bộ của chúng ta. Và tạng tâm thì lại khai khiếu ra lưỡi. Cho nên những người bệnh về tạng tâm thì sẽ có một số cái biểu hiện ở trên lưỡi. Một số thầy thuốc thì chỉ cần nhìn lưỡi của bà con thôi là sẽ biết bà con mình mắc bệnh gì. Bây giờ chúng ta lại đến với cái tạng tỳ. Tạng tỳ thì chủ về cơ thịt, cơ nhục. Có nghĩa là cái tạng này nó chịu trách nhiệm về cái sự phát triển của cơ thịt chúng ta. Nếu như bà con mình ăn uống không ngon thì cái việc mà bà con ốm yếu thì chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì tạng tỳ là tạng chủ về cơ thịt, mà tạng tỳ bị bệnh thì cơ thịt của chúng ta sẽ không phát triển. Ở đây thì tạng tỳ lại khai khiếu ra miệng. Tiếp theo thì chúng ta lại đến với tạng phế. Phế có nghĩa là phổi đó bà con. Đó, nó là một hệ thống của nó. Nó chịu trách nhiệm về cái phần khí ở trong cơ thể chúng ta. Vậy thì nếu như chúng ta bị
Vậy thì nếu như cái tạng phế của chúng ta mà nó bị trục trặc, hay là nói khác hơn thì nó bị bệnh, thì nó sẽ có các cái biểu hiện về da của chúng ta, ví dụ như là da khô, rồi da của chúng ta không được đẹp. Ở đây bà con đừng hiểu nhầm là gan là chịu trách nhiệm về da, không phải bà con. Ở đây phế có nghĩa là phổi, ở đây là tạng phế chịu trách nhiệm về da. Cho nên nếu như bà con mình bị các chứng bệnh về phế hoặc là suy giảm chức năng của phế thì da của bà con chắc chắn sẽ không đẹp, sần sùi, khô. Tạng phế thì nó lại khai khiếu ra mũi, có nghĩa là khứu giác. Tại vì nó chịu trách nhiệm bên phần khí mà, phần khí trong cơ thể chúng ta. Tiếp theo thì tạng thận. Cái tạng này là một cái tạng rất là quan trọng. Bởi vì cái tạng này là cái tạng nó sinh ra xương cốt, mà xương là nó tạng tinh, mà tinh á, thì nó sinh ra tủy. Tủy chính là cái nguồn gốc ban đầu của huyết, của máu. Vậy thì cái tạng thận này á, nó rất là quan trọng bà con. Tạng thận thì lại khai khiếu ra tai. Những người nào mà bị bệnh thận thường sẽ kèm theo những cái chứng ví dụ như lãng tai hoặc là ù tai. Thì khai khiếu ở đây có nghĩa là nó làm bổ ngũ tạng, nó giúp cho ngũ tạng của bà con được bồi bổ tốt hơn. Từ đó thì các cái chức năng của ngũ tạng của bà con nó sẽ được khai thác một cách triệt để, cũng như nó sẽ giúp cho ngũ tạng của bà con phục hồi những cái tạng nào mà bị bệnh. Thì khi bà con sử dụng cái nguyên liệu thạch xương bồ, nó sẽ có tác dụng bồi bổ cho cái tạng đó, trị bệnh cho cái tạng đó. Và vậy nếu như bà con nào sử dụng cái thạch xương bồ này trong một thời gian dài, ở đây Lâm nói là nếu như bà con mình sử dụng 1 năm ở dạng bột, liều lượng mỗi một ngày bà con sử dụng là 3 gram, 3 gram bột. Vậy thì sau 1 năm bà con mình sẽ sử dụng khoảng 1 kg bột. Như thế thì cơ thể của bà con được bồi bổ rất là nhiều. Những cái bộ phận trong cơ thể của bà con gần như là nó sẽ được phục hồi. Tóm lại thì về khai khiếu, bà con mình có thể hiểu một cách đơn giản, đó là khi bà con sử dụng nguyên liệu thạch xương bồ, nó sẽ có tác dụng là bồi bổ ngũ tạng, nó giúp cho mắt của bà con sáng hơn, điều trị các bệnh về mắt, giúp cho tai của bà con thính hơn, điều trị các bệnh về tai, cũng như là nó sẽ giúp cho bà con mình điều trị các bệnh về phổi đó, rồi giúp cho da của bà con đẹp hơn, rồi lại giúp cho bà con mình trị các bệnh về thận, ví dụ như tạo xương, chắc khỏe, chống loãng xương, rồi giúp cho thính giác của bà con được phát triển. Đặc biệt là đối với tàn tâm, thì nếu như mà chúng ta sử dụng cái nguyên liệu thạch xương bồ này thì nó sẽ có tác dụng là bồi bổ khí huyết, đồng thời thì nó sẽ giúp cho não bộ của bà con phát triển rất là tốt. Từ đó thì nó sẽ trị được cái chứng hay quên, hoặc là chúng ta sẽ phòng ngừa cái bệnh Alzheimer cho những người lớn tuổi. Vậy thì đến đây Lâm nghĩ bà con mình đã phần nào hiểu được tác dụng khai khiếu của cái thạch xương bồ là cái gì. Trong cái video này thì Lâm cũng cung cấp đến cho bà con mình một số cái bài thuốc trị bệnh. Vào những cái video tiếp theo thì Lâm sẽ tiếp tục chia sẻ cho bà con mình một số bài thuốc nữa. Về cái hình ảnh cái thạch xương bồ á, thì nếu như bà con nào chưa rõ thì có thể xem lại cái video lần trước mà Lâm đã chia sẻ về tác dụng của cái thạch xương bồ. Đến đây thì Lâm nghĩ bà con mình đã có quyết định riêng của mình về quyết định có nên sử dụng cái nguyên liệu thạch xương bồ này hay không. Thực chất ra thì nếu như quý cô bác anh chị và các bạn nào ở các tỉnh miền Trung hoặc là miền Bắc thì cái việc sở hữu nguyên liệu thạch xương bồ này thì rất là dễ. Các bạn ở miền Nam thì có thể là khó hơn một tí xíu. Hiện tại thì Lâm đang liên hệ với các nhà thuốc về nguyên liệu thạch xương bồ này. Nếu như có phản hồi thì Lâm sẽ phản hồi lại cho bà con và các bạn trong thời gian sớm nhất. Bây giờ thì Lâm xin phép quý cô bác anh chị và các bạn, Lâm sẽ kết thúc video tại đây. Mong rằng cái video này đã giúp cho bà con mình hiểu hơn về tác dụng của cái thạch xương bồ. Qua đây thì Lâm muốn gửi lời chúc sức khỏe bà con. Mong rằng bà con mình sẽ luôn luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. Còn bây giờ thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn mình trong thời gian sớm nhất.